Dạ, xin kính chào tất cả quý con cũng các bạn nha. Mấy ngày tình hình dịch bệnh quá không đi mấy cái chỗ anh em nuôi lươn khác để mình quay chia sẻ bạn ơi. Giờ mình quay tại nhà đi. Dễ những cái hình ảnh mà lươn ăn để cho các bạn tham khảo. Lươn mình buổi sáng giờ nó ăn cũng yếu bạn. Ăn cũng hơi sung á. Mình cũng dễ tuần hoàn nữa bạn, ngồi qua những cái hồ bên bên kia mình sẽ quay cho các bạn xem. Bên kia thì lươn nó nhỏ, nó ăn cũng không có được mạnh lắm. Cái xa được rồi mình lựa mình chuyển qua bên hệ thống tuần hoàn ở đằng kia thì nó có khoảng cỡ 60 con tí à. Tớp này thì nó hôm nay chắc nó khoảng tới 150 gram con nữa rồi. Hiện tại mình vẫn cho ăn cái này S3 rồi, mình chuyển qua S3 của hãng Tobo rồi. Quẩy cho mấy nhỏ ăn chưa? Nó còn buông cục khoảng chừng một tí màu. Hồi này sáng ăn thiếu rồi ha. Đây tay bèo không các bạn không thấy, thấy không rõ. Nằm ở dưới cái nấp ở dưới này. Rồi cái hồ này tuần hoàn cho nó nước tỉnh như đó là bèo nó phát triển hoài các bạn ơi. Mình vớt hoài mà nó vẫn lên hoài. Này lưng nhỏ nha bạn. Cái mực nước mình để thấp vậy đó, mình treo dây vậy mình quay các bạn thấy nó không có thấy được con lươn. Còn sống đường hoàng để mực nước cao rồi dây nó chìm xuống rồi, bởi vì con lươn nó ăn nó sẽ nó nổi đầu lên rồi mình dễ quan sát thôi. Mình ăn nó ở trong chùm dây nó lú mỏ ra nó ăn luôn mà. Gãy đi nay thiếu. Ủa cái này bữa nay em trộn S2 rồi hả? Ừ. Con này nó lớn nè. Con này nhỏ, quay mình mới thấy.
Này nó thiếu mồi em ơi, nó gãy xíu nó rất tắt trơn này. Em cho nó thêm ít nữa đi. Có nổ lớn nè. Trâu ra nha. Gặp đây chưa? Nữa đi. Nghe tiếng rồi mà không thấy nó ta. Nó trong dây nó ăn đồng. Cái này mình làm cái như mình làm cái con lưới với cái dĩ giống như anh em với lồng Mỹ họ nuôi, nhìn thấy con lươn nó đã. Còn đây mình nuôi trong dây mình thấy nó núp trong dây rồi. Ít bữa nữa mình sẽ làm một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ các bạn. Mình sẽ nuôi cái lươn trong cái trong hai cái lớp dĩ, và cái lớp dĩ chính giữa, cái lớp chính giữa thì mình sẽ để lưới, có nghĩa là mình ba lớp nhưng mà hai cái lớp dĩ tre, một cái lớp dưới cùng với một lớp trên cùng, chính giữa thì mình sẽ để lưới. Mình sẽ làm thử nghiệm một hồ, tại vì một số anh em dưới lồng Mỹ họ nuôi cái phương pháp nó cũng rất là đạt nha các bạn, nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên cái nhược điểm đó thì nó khi bắt hiện lượng nó hơi yếu thôi. Mình thử nghiệm một hồ, mình so sánh rồi cái tốc độ tăng trưởng của nó so với cái dây của mình như thế nào, thì mình tìm ra những cái giá thể mà tối ưu nhất để mình nuôi cho nó hiệu quả nha các bạn. Cái số lượng như nhau của hồ này nó ăn mạnh hơn hồ kế bên này. Cái này cũng hết nồi chứ. Người cha nắng nè, người con các bạn xem thông cảm nha. Cử này cử sáng các bạn ơi. Nhưng quầy nó hơi cha nắng. Tại đây mình chỉ che lưới lan không à. Cái đó là ánh sáng nó lọt vô được, nhưng mà nó mờ. Nó hắt cái ánh sáng nó từ mặt nước lên. Thiếu mồi, cái hồ này là chiều này mình phải nâng lên, chứ sáng gì đã thiếu rồi. Hôm nay công việc lu bu quá, hôm nay để cho bà xã nhà chăm sóc không các bạn, mình không có thời gian mình chăm sóc nâng lươn nữa. Coi cho mấy cái hồ trong kia nó ăn uống sao rồi các bạn. Đây thì nó ăn cũng tạm ổn rồi, cũng vừa hết mồi rồi. Hồ bèo này hồ mình sẽ xử lý bèo cũng được. Bên đây thì đang thiếu mồi rồi. Các bạn thấy mà khi mà mình cho lươn ăn mà khoảng cỡ 5 phút mà các bạn thấy mình ăn hết trơn mồi, mà con lươn nó còn nóc mỏ lên, nó quơ quơ, nó kiếm mồi gì là nó thiếu mồi nha các bạn. Có nghĩa là cử sáng nay là mình cái hồ này là mình nó ăn nó hơi thiếu rồi đó. Như đó là cái lần sau thì mình sẽ trộn cho nó nhiều hơn tí nữa. Chiều nay thì mình sẽ bổ sung nhiều hơn. Các bạn thấy con lươn cái đầu bự bự này không? Nó đang kiếm mồi thêm á. Nó 3-4 con đó, nó quơ mỏ nó kiếm kiếm là nó còn đấu nha các bạn.
nuôi tới cái giai đoạn này các bạn nhìn thấy lươn nó mới mê, thấy nó bự bự, còn cái lươn mà sai nhỏ nhỏ mình thấy lươn nhỏ xíu rồi, khoảng có 100 gram trở lên thì mình thấy tốc độ lớn nó rất là nhanh các bạn, nhìn thấy lươn nó đã lắm. Cái hồ này như mình tiễn ở đây nó chắc cũng khoảng tới hơn hai tháng mấy gì rồi, như tập sáng mấy đó mình quên. Hôm bữa mình thay toàn bộ cái dây của nó vì nó chết hết, vừa đó tới 8 con rồi, hoa sao nó thấy có 2 con yếu mình vớt ra luôn, là khoảng 10 con nha các bạn. Cái hồ này thì coi như là mình tập thể dục cho nó luôn. Bây giờ một số bạn hỏi hệ thống tuần hoàn rồi, mình trong hệ thống thay nước đó, mình dở dây mình tập thể dục cho nó, còn hệ thống tuần hoàn mình tập làm sao, thì sau những cái lần thay nước của mình đó, thì mình cũng sẽ dở dây mình thay dây bình thường giống như là bên cái hệ thống thay nước hàng ngày vậy các bạn, để mình tập cho nó luôn. Mình bữa mình chơi liều mạng, mình đổ mình lấy hết trơn dây ra luôn rồi mình mới thay dây mới để mình coi sức chịu đựng của nó làm sao. Cuối cùng thì cũng đỡ các bạn, nào có mấy con nè, rồi sau này mình bán nó cũng khỏe nữa. Rồi video ở đây mình xin phép với con các bạn mình kết thúc video nha các bạn. Kính chúc với con các bạn có một cái vụ nuôi thành công nha. Nếu bạn thấy xem video mà thấy hay thì xin nhấn nút subscribe đăng ký kênh, cũng như để làm một like, một comment để ủng hộ kênh nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại với con và các bạn ở những video kế tiếp nha.